YouTube thả ga chỉ với 9K. Không có bất ngờ với đội hình Hoàng Anh Gia Lai hôm nay. Tôi nghĩ là lúc đầu nhìn là bất ngờ. Tôi nghĩ là hai Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay toàn bộ vào. Tôi đoán là vì vấn đề thể lực. Khi mà nhìn thấy đội hình như vậy thì ông có quyết định gì cho ép đá luôn? Để rõ ràng là với những đội hình có thể nói là với Gia Lai nguyên đội hình của họ thì là rất là cẩn trọng. Họ đang chơi với nhau và chơi được cực tốt, tôi rất là ngại đối đá với Gia Lai. Thực sự là như thế. Cái đấy thì Hoàng Anh Gia Lai hiểu như thế, cũng hiểu như thế này. Thực sự ra yếu tố nhiều yếu tố lắm, không phải hẳn một cái kiểu. Với tôi thì đã có đội bóng thì rõ ràng là cũng là bàn tay của huấn luyện viên, mới có những cầu thủ Gia Lai đi giờ. Và các em thì có những yếu tố để các em thành công. Sự tôi rất thích lớp cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà để mà có cái triết lý vừa với em thì cái yếu tố là một yếu tố quan trọng. Vấn đề điều hành đội bóng không phải là đơn giản đâu. Tôi nghĩ là để mình là người chơi Gia Lai, tôi rất thích nó đá Gia Lai, nhưng mà chắc là Gia Lai thực sự là những cầu bóng đá như thế nó cũng khắc nghiệt lắm, không phải là đá đẹp mà đá rất là thích luôn và sự hiệu quả luôn, nhưng nó là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin hỏi ông là nếu trong trường giả sử ông cầm Hoàng Anh Gia Lai thì ông sẽ cải cách Hoàng Anh Gia Lai thế nào? Tôi không nghĩ là nói khi bước vào trong cuộc rồi mới hiểu. Thực sự đứng ngoài mình không hiểu điều đấy đâu. Hiện tại tôi đang làm Quảng Ninh thì tôi hiểu là hiện tại thực sự ra là tôi hiểu điều gì và tôi phải cần làm gì. Còn nếu bước phải có vấn đề khác hoàn toàn thì một cái bằng điều đấy thì chắc chắn là để nó phải có thời gian. Chắc chắn là tôi rất thích và cũng Hoàng Anh Gia Lai rất thích cách của họ chơi bóng, nhưng bây giờ thì rõ ràng một trận đấu thì các cầu thủ trẻ của mình cũng làm được điều đấy cũng là cái cũng là đáng phải khen ngợi. Và với những cầu thủ toàn như là nằm trong đội tuyển quốc gia không, bây giờ các em trẻ này mà một vài em trẻ đang đá đây và dám lên được họ thì đó là điều thú. Hiện tại như ông vừa chia sẻ thì đang của mình có rất nhiều những cầu thủ trẻ, với những cầu thủ trẻ thì vai trò của anh lớn trong đội có lẽ là rất cần thiết luôn. Và chúng ta có một cầu thủ cũng tương đối dày dặn kinh nghiệm là Dương Thanh Hào, và ông nhận xét như thế nào của cầu thủ số 3 này? Chơi với tôi đi làm thì với tôi là cũng là góp khép cũng là 10 năm khi tôi về Hà Nội lúc tôi quay về thì hiện nay phong độ Hào tốt hơn trước, và tôi nghĩ tôi mong là tuyển cho Hào một cơ hội. Thực sự ra cái thời gian vừa qua thì khi Hào định rồi họ đã từng thay đội tuyển rồi, và tôi cũng có những cái thông tin hỏi về Hào, tôi cũng trả lời với tôi như thế, trả lời Hào có những cái tố chất mà có thể nó cũng bắt nên cho cơ hội để Hào thử trong đội tuyển nha. Còn quan trọng là Hào có hợp với đấy, nhưng mà thì công thủ rất là tốt, làm bóng được, ăn cướp được, hầu như là quán xuyến. Điểm yếu của Hào là vấn đề thể lực của 90 phút rồi, thường thường là Hào hay có những phút cuối cùng lại bị thay. Những điểm này thì khắc phục được, hiện nay là cứ đá 90 phút được. Thì đó là cái mà Hào đã thay đổi, là tiến bộ rồi. Nếu Hào được gọi lên đội tuyển quốc gia thì ông nghĩ là Hào có hợp với thiết lý của huấn luyện viên Bắc? Tôi nghĩ hợp. Tại vì với thiết lý của Bắc thì rõ ràng các cầu thủ không thể xung quanh. Cũng phải tấn công. Không biết là hiểu làm bóng cũng đọc tình huống được, phải tấn công. Hào cũng có những tố chất như thế. Và đội tuyển Việt Nam của đội thành công là cầu thủ đa năng. Thủ và công rất là tốt, Hào có đặc điểm. YouTube thả ga chỉ với 9K.